Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách theo quyết định 2860 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo tuyệt đối ai ở đâu thì ở đó. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương vào chiều tối qua 25 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của chúng ta hiện nay là làm sao bảo đảm cho người dân ở trong nhà đúng theo yêu cầu, ai ở đâu thì ở đó. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này, quyết tâm bảo vệ thành quả 10 ngày qua. Đề nghị các địa phương đảm bảo cho lực lượng công nhân, cán bộ công chức thực hiện đổi ca làm việc theo quy định. Tuần tra nhắc nhở và kiểm tra để làm sao người dân thực hiện đúng một nguyên tắc là một cung đường, một điểm đến. Tức là người từ nhà thì chỉ được đến cái nơi mình làm việc, còn người từ nơi làm việc là phải về nhà. Tuyệt đối không được tập trung, tuyệt đối không được tranh thủ mua bán ở các cái địa điểm như là siêu thị, các cái trung tâm thương mại. Và ngược lại là các siêu thị, trung tâm thương mại và các nơi mà chúng ta đang cho phép mở cửa hàng cũng tuyệt đối không được bán lẻ cho những người dân mà chúng ta thực hiện cái nguyên tắc một cung đường, một điểm đến. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Sở Công Thương và các địa phương tiếp tục triển khai cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, đảm bảo kịp thời, đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời ra soát kịp thời, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đối tượng yếu thế. Thì tôi đề nghị là từ thành phố đến quận huyện, xã phường, đồng chí phải tập trung và chủ động xây dựng các cái phương án cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân ở địa phương mình, phải đảm bảo một cách cơ bản tất cả các cái nguồn cung về cái đầu vào cho thành phố, thì chúng ta phải huy động một cách tối đa các cái nguồn này. Và tôi yêu cầu các cái lực lượng khác như là thanh niên, phụ nữ, rồi giáo viên là phải tham gia vào cái việc hỗ trợ phục vụ đáp ứng các cái nhu cầu thiết yếu cho người dân ở các cái địa phương. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương tích cực triển khai hiệu quả những chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Sở Y tế phối hợp các đơn vị địa phương đánh giá kết quả trong 10 ngày qua một cách cụ thể, từ đó có những biện pháp hiệu quả nhất thời gian đến. Đề nghị các đồng chí chúng ta phải bảo vệ cái kết quả, cái thành quả 10 ngày qua thì cần phải quyết tâm sẵn sàng phương án về mặt y tế cho 10 ngày đến như thế nào, kế hoạch xét nghiệm như thế nào. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu lực lượng công an và quân đội tham gia vào việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân. Chủ tịch Lê Trung Chinh biểu dương và đề nghị công an thành phố sớm triển khai vận hành 30 container chở hàng đông lạnh để thiết lập các chợ tạm bán hàng cho dân, đảm bảo kịp thời và bình ổn.